Thưa quý vị, những ngày qua thì có thông tin về một học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Vũng Tàu có tiếp xúc gián tiếp với người nhiễm COVID-19. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, đơn vị tiếp nhận thông tin và trực tiếp điều tra dịch tễ đối với học sinh này đã thông tin chính thức. Khi chúng tôi nhận được cái thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng phản hồi về là có trường hợp học sinh trường Lê Quý Đôn có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với nCoV. Sau khi chúng tôi điều tra thì thực sự bệnh nhân này không tiếp xúc trực tiếp. Tôi cũng nói rõ luôn, tức là có một trường hợp ở nước ngoài và người ta khi mà bị nhiễm thì người ta có gửi, tức là có thông tin cho cái người bạn ở Việt Nam, đang sống ở Việt Nam và đang làm việc ở Việt Nam. Thì người ta biết rằng là người ta đang tình trạng như vậy nên báo cho người Việt Nam để phòng bệnh. Và cái người Việt Nam này thì có làm tiếp xúc với một cái công ty. Và từ cái công ty này thì nhân viên của công ty lại tiếp xúc với một anh của một cái học sinh ở trường Lê Quý Đôn. Nó là hơi xa như vậy đó. Nếu mà nói đúng ra thì học sinh này thuộc F4, không có thuộc diện cách ly y tế. Một trường hợp cũng đang được nhiều người quan tâm là trường hợp một gia đình tại thành phố Vũng Tàu đi cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 thứ 53 có quốc tịch Latvia. Qua nắm bắt tình hình, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận đây là trường hợp có tiếp xúc gần, tức là thuộc diện F1. Gia đình này gồm 4 thành viên, vợ, chồng và 2 con. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu đưa cả gia đình về khu cách ly tập trung của tỉnh tại Ban Bảo vệ Sức khỏe Cán bộ tỉnh. Hiện sức khỏe của cả gia đình đều bình thường. Trên mạng xã hội cũng như là trên một số cái thông tin thì ở Vũng Tàu nó có một cái gia đình là nói là dương tính với lại COVID-19. Nhưng mà tuy nhiên cái thông tin này đến thời điểm này thì chưa chính xác. Lý do là sang ngày hôm qua chúng tôi nhận được thông tin từ cái trung tâm y tế thành phố, mà đặc biệt đó là từ bản thân của cái anh này. Và anh này là phải nói chúng tôi hết sức là vui, và anh này là ý thức rất tốt và tự nguyện khai báo với lại cơ quan y tế trong cái việc mà tiếp xúc gần với cái người mà có cái dương tính với COVID-19 trên cổng chuyến bay từ Phú Quốc về thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu cũng đã tìm hiểu được 26 trường hợp có tiếp xúc với các thành viên trong gia đình thuộc diện F1. Tất cả 26 trường hợp này cũng đang được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngành y tế sẽ tiếp tục điều tra những người có tiếp xúc với gia đình F1 để có sự hỗ trợ y tế kịp thời. Trong quá trình phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đánh giá cao ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh. Cộng đồng, đặc biệt là từ người dân, ý thức phòng chống dịch hiện nay rất cao. Điển hình là người ta có tiếp xúc, ta có thông báo tới cơ quan y tế thì chúng tôi cũng rất mừng, và chúng tôi cũng mong là các cơ quan truyền thông cũng như là cộng đồng chúng ta nên là hỗ trợ tinh thần cho những cái nhóm người này.